Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật quý nha. Chúc mừng sinh nhật nha. Mẹ không biết ngày sinh của con là ngày gì cả, không nhớ. Nhưng mẹ cũng đã cố gắng để nuôi cháu lớn khôn đến 17 năm nay. Thật sự đấy là một cái điều mà chúng con cảm giác rất là trân trọng cái tình cảm của mẹ, hai mẹ con cháu. Con nói lời gì với mẹ đi. Cảm ơn mẹ mới 7 năm trước để dành cho con thôi. Mặc dù ở chủng bầu nhưng mà thôi hẳn con đến gần đi, con cảm ơn mẹ đã. Ngân xin gửi lời kính chào đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn đang quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc ạ. Hiện tại trong buổi chiều ngày hôm nay, Ngân cùng em Liên và cháu Hà đang có mặt trên nhà của cháu Quý ở xóm Đằng 2, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ngày hôm nay thì mấy chú cháu anh em Ngân thì đang có một cái bất ngờ dành cho cháu Quý để xem cháu Quý sẽ phản ứng như thế nào ông bà cô chú ạ. Anh em Ngân có chuẩn bị có bánh, có cả bánh kem ông bà cô chú ạ. Và theo như Ngân tìm hiểu đây là cái bánh kem đầu tiên của cháu Quý trong cuộc đời. Đó là sinh nhật tuổi 17. Bây giờ thì Ngân kính mời toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn sẽ đi vào bên trong. Mưa nhỉ? Hôm nay cũng mưa to tầm tã đúng không? Sao nó cứ mưa suốt thế nhỉ? Hà thử gọi xem. Chị Quý ơi! Chị đang học bài à? Đang làm gì đây? À chà, chào em! Chào chị, chào chú. Đang làm gì đấy? Tôi đang học bài ạ. Đang học bài hả? Hôm qua này, hồi anh làm cái này, bây giờ là cảm giác như là chỗ này nó khô ráo hơn đây này nhỉ. Chỗ này có ướt nữa không Quý? Hồi nay mưa ấy. Hả? À không ạ. Đấy, thế là vậy là cũng đỡ được bao nhiêu ông bà của chú ạ. Chỗ này đun bắt đầu nó khô ráo hẳn rồi này này. Vài hôm nữa là không mưa nữa là chỗ này là nó sẽ khô lại. Đi, chú cháu anh em mình cứ về trên nhà đi. Ui. Cái không có chú là ngã đấy nhá. Vẫn còn rất là lầy lội ông bà của chú ạ. Ồ, thế à? Hôm nay là sao biết sinh nhật của em ạ? À? Hôm nay sinh nhật của Quý đúng không? Dạ. Chính xác đúng ngày không? Dạ đúng. À, thế là chú cháu anh em mình chuẩn bị không có nhau đâu. Bất ngờ không? Dạ bất ngờ. Dạ, rồi, thế thì cứ tính sau. Bất ngờ là vui không? À, thế mẹ của cháu đi đâu rồi? Đi chăn trâu à? À. Hôm nay tưởng có mẹ ở nhà để không biết là mẹ có từ sáng giờ mẹ có nhắc gì đến là sinh nhật cái gì không? Dạ không ạ. Cháu bắt đầu bước vào cái tuổi 17 ông bà cô chú ạ, nhưng mà cũng chưa biết sinh nhật là cái gì. Hôm nay thì cũng tiện trong cái dịp này thì cũng không phải là tổ chức cái gì đâu, cho nên là mua cho cháu cái bánh kem thôi. Mẹ có đi chăn trâu ở đây gần đây không? Không ạ. À, cháu có biết đi chăn trâu ở đâu không? Không ạ. Không biết luôn. À, thế là từ sáng giờ mẹ cũng không, mẹ có nhớ đến bình thường mọi năm mẹ có nhớ đến sinh nhật đấy cái gì không? Không ạ. À, nên hôm nay là sinh nhật thứ 17 đúng không nhỉ? Nếu mà chú tính không nhầm là đúng không? Sinh nhật ngày mùng 5 tháng 8 năm 2006. Thế là đúng tròn, hôm nay là tròn 17 tuổi. Thì bây giờ Liên với Hà mở bánh xong rồi thắp nến để cho Quý xem Quý ước điều gì nào. Đây. Tiếc là không có mẹ ở nhà để chú Ngân tự hỏi xem mẹ có nhớ hôm nay là cái ngày gì không. Chắc là có khi mọi năm mẹ cũng không biết là sinh nhật là cái gì đâu đúng không? Có khi mẹ lại không biết là ngày sinh nhật là ngày gì ấy chứ. Đó, nhiều khi nhắc đến từ sinh nhật chưa chắc mẹ nó biết là sinh nhật là cái gì luôn nha. Yeah. Ở đây thì có nước này, mình có cái nhà cháu không có cái bàn à, có cái mâm không? À, có cái mâm thì mình cho vào. Để em làm đi. À, chị Liên còn mang từ nhà có thanh long, có ổi này. Đẹp không? Mong là tuổi 17
và cũng là cái bánh kem đầu tiên trong đời. À, thì sẽ may mắn đến với cháu. Đó. À, đầu hộp luôn à? Từ từ để anh kẹp rồi đó, cho nó cứng đó không nhỉ? À, chú Ngân thật sự không biết được ghi cái dòng chữ gì, chẳng lẽ là chúc mừng sinh nhật cháu quý thì cũng không được. À, hay là kiểu gì chú không biết là kiểu nào, cho nên là chú viết một cái dòng chữ rất là nó hơi lạ lạ một chút, quý thử đọc xem nào. Chúc mừng sinh nhật chiếc bánh đầu tiên tuổi 17. Đấy, chú ghi một cái dòng nó hơi lạ một tí. Dạ. Nhưng mà đúng là sự thật chú ạ. Dạ, đúng là sự thật luôn đúng không? Vâng. Rồi, một chiếc bánh kem đầu tiên của cháu quý ở tuổi 17 và hy vọng là cháu sẽ may mắn nhá. Dạ. Cái này mình có phải mở ra không? Hà ơi, cháu cắm nến cái gì biết làm thì cắm nến cho chị. Chú không biết cái này đâu. Để 17 ở đâu? Ok, dòng chữ mà Ngân chọn cho cháu thì nó cũng hơi đặc biệt một tí ông bà của chú ạ, nhưng đúng là thực tế luôn, là chiếc bánh đầu tiên ở tuổi 17 của cháu. Đầu tiên thì đội cái mũ lên đấy nhỉ. Chú nghĩ là Hà lên bên trên, xong rồi cho chị Quý ở giữa, nó sẽ là nhân vật trung tâm. Rồi, cho Hà ngồi bên trên. Chị Lên đội mũ cho em. Đội mũ vào. Rồi. Đẹp rồi. Đẹp chưa? Em đốt nến lên để chị lên ở rồi. Có phải tắt điện không? Tắt điện đi nhỉ. Để cho nó tối tối cho nó cái đoạn thổi nến này thôi. Rồi cũng không tối rồi, nhà sáng lắm. À. Lần đầu tiên được đội mũ, lần đầu tiên được thắp đến. Xong rồi phải cầm cái này hay là đấy? Nha, chị đốt nha. Đốt nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật quý nha. Chúc mừng sinh nhật nha. Rồi bây giờ là Quý nhắm mắt lại này, thổi nến và ước điều gì này? Rồi, chúc mừng sinh nhật nhá. Rồi, bây giờ chú Ngân lại sẽ cắm lên cho nó sáng. Chú hy vọng là ở cái tuổi 17 thì là chiếc bánh kem đầu tiên và là cũng có một cái không khí sinh nhật đầu tiên như thế này thì chú gửi lời sinh nhật thật là nhiều sức khỏe nhá. Cố gắng học tập thật tốt nhá. Và chú Ngân hy vọng rằng từ đây về sau chặng đường tương lai phía trước của cháu sẽ gặp nhiều cái điều tốt đẹp hơn, nhiều may mắn hơn và nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống để thoát cải được cái cảnh như hiện tại, để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ và vững bước trên cái con đường phía trước của mình. Chú Ngân hy vọng là mỗi năm trôi qua thì sẽ có thật là nhiều cái ý nghĩa hơn và hy vọng là sinh nhật này nó rất là đặc biệt, là đầu tiên được có bánh kem và năm sau thì có thật là nhiều bánh kem nhá. Dạ, chúng Ngân cũng chia sẻ thêm một niềm vui, đấy là hiện tại thì ngoài những cái sự quan tâm của các ông bà cô chú khác thì có chú Kevin Lê ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thì sau khi mà biết được cái thông tin của cháu hai mẹ con rất là khó khăn như này thì chú có nhắn với chú Ngân là bắt đầu từ tháng 8 năm 2023 này thì sẽ từng tháng sẽ hỗ trợ cho cháu là 1 triệu tiền học một tháng. Đó, đây là một cái món quà mà chú Ngân cũng vừa mới nhận được chiều tối hôm qua. Thì chú Kê Văn Lê cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cháu, chúc cháu là mạnh khỏe, học giỏi và làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ nhé. Và bắt đầu từ tháng này thì chú Ngân sẽ trao cho cháu 1 triệu này. Đây cũng là một cái món quà sinh nhật cho ngày hôm nay của cháu luôn, để cho ý nghĩa nhá. Bây giờ thì chú Ngân trao luôn. Ừ, đây, trước mặt em Liên nhá. Vâng ạ. Đây là số tiền 1 triệu của chú Kevin Lê nhá, tặng cho cháu nhá. Cháu cảm ơn rất là nhiều ạ.
Đấy, vừa là tiền học mà có khi cũng là vừa coi như là một phần quà trong cái tuổi 17 này luôn nhé. Đó, cháu nhớ là hãy sử dụng một cách ý nghĩa nhất nhá. Dạ. Bây giờ thì chú cháu anh em mình cắt bánh cùng ăn với Quý đi nhỉ, cho tình cảm nhỉ. Chúc mừng sinh nhật em nhá, chúc em tuổi mới nhiều sức khỏe hơn và học tập thật tốt. Cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập nhá. À, cảm ơn chị nhiều. Rồi, làm miếng để cho mẹ một miếng nhá. Dạ. Để cho mẹ đẹp nhỉ. Đấy, về mẹ cũng không biết ngày gì đâu, nhưng mà cũng cho mẹ, cũng kể cho mẹ nhá. Dạ. Đấy, để mẹ biết được là sinh nhật là cái gì. Dạ. Cho em trước đi. Ngồi một bông hoa. Hoa. Nhạc sai rồi. Dần dần nó đậm. Rồi. Rồi, chào em. Anh chị. Thật ra thì bằng ngày tuổi rồi mà được hôm nay là cầm bánh kem thế này là rất là hạnh phúc rồi đâu em Hà nhờ. Thật ra bánh kem ngày trước thì mình không biết thôi, nhưng mà trẻ em bây giờ những nhà mà có bố mẹ đầy đủ ấy thì thường ra là năm nào cũng có. Nhưng mà với như cháu Quý thì do cuộc sống khó khăn, do mẹ cũng không biết cái gì, rồi cháu cũng không có tiền, thành thử ra không biết sinh nhật là cái gì đâu. Vậy là hôm nay cháu cũng không dự định có bạn bè gì không? Bạn bè có biết đến sinh nhật của mình không? Dạ có ạ. À, anh xin. À, nhưng không có bạn bè nào đến để mà gọi là, chắc là do cháu không làm cái gì cho nên là dạ, các bạn cũng không đến đâu đúng dạ không? À, nhưng nếu mà mình có bạn bè đi học mà mình có chẳng hạn có lời mời á thì chắc là bạn bè cũng đến đấy đúng không? Dạ. Dạ, nhà cửa cháu như thế này thì hoàn cảnh gia đình cháu như thế này cũng không có điều kiện để tổ chức nên là không có mời các bạn bè đến ạ. Đúng rồi. Thật ra thì ở cái tuổi của các cháu nó cũng còn trẻ con đấy, nhiều lúc cũng muốn bằng bạn bằng bè lắm đấy, nhưng kiểu như là bất khả kháng, thành thử ra là cũng phải chịu thôi, biết làm nào được. Bây giờ nhiều khi đến thì cũng phải có cái bánh cái kẹo, không phải tủi thân đúng không? Thôi bây giờ là mình nói chuyện buồn ít thôi nhỉ. Hôm nay là ngày vui mà. Ngày vui đấy. Đấy. Kính mời toàn thể các ông bà, các cô chú cùng ăn một miếng bánh ở cái sinh nhật của cháu Quý ở tuổi 17. Chúc cháu lại một lần nữa nhé, sức khỏe nhá. Nào, chạm cái này đi. Chúc mừng sinh nhật em. Chúc mừng sinh nhật cháu nhá. Ăn đi em. Ăn thử nào. Ngon. Ngon không? Dạ ngon ạ. Ngon, ăn nhiều nhiều lên nhá. Dạ. Này tí nữa chỉ có để phần cho mẹ thôi chứ có ai nữa đâu. Nhà thì chỉ có hai mẹ con đấy. Dạ. Ngon lắm. Ngon nhỉ? Dạ. Cái bánh đầu tiên sau 17 năm sao mà không ngon được. Thấy hạnh phúc lắm không em? Dạ có ạ. Hôm nay em rất là bất ngờ vì nhiều khi sinh nhật của em cũng không nhớ, vì chưa có lần nào được tổ chức như này. Hôm nay các chú, các chị với các em vào để mua bánh sinh nhật để chúc mừng em như này, em rất là cảm ơn ạ. Cũng hơi bất ngờ, tóm lại là mình không có báo trước cho Quý. Chú Ngân chỉ muốn chia sẻ là cuộc sống nó luôn có những cái bất ngờ như thế. Mình luôn cố gắng và chân thành, sống chân thành với nhau, vươn lên trong cái số phận khó khăn thì chắc chắn là có những cái điều bất ngờ tốt đẹp sẽ đến với mình. Yeah. Đó thì sinh nhật thì gọi là cũng không phải là tổ chức, nhưng mà chú với lại các chị với các em thì hy vọng rằng là những cái khoảnh khắc như này nó sẽ giúp cho cháu cảm giác là cuộc sống không ai bỏ lại cháu phía sau, và luôn có những người bên cạnh cháu động viên, an ủi, chia sẻ với cháu để vượt lên số phận của mình. Đấy, hy vọng là những cái điều tốt đẹp hơn sẽ đến với cháu trong cái tuổi mới này nhá. Dạ. Đấy, lấy nước ra mà uống. Nhìn cái ly uống nước nhà Quý cũng hoàn cảnh quá. Cái này chắc là lâu rồi đúng không? Dạ.
Vỡ à? Không phải. Cái gì đấy? À. Nấu nước, nước lá cây. Lá cây nó bị gắn vào đấy. Không đủ cốc vậy em? Không đủ rồi. 3-4 cái thôi à? Nhà. Thế thì nhường nhau uống trước, uống sau cũng được. Nhờ anh nhờ. Đúng rồi. Thì lần sau chúng ta vào, chúng ta vào cho chú xem mua cho vài cái cốc. Dạ. Ít nhất phải có vài cái cốc để uống nước. Dạ. Không có đủ cái cốc này. Mình các chú, các chị uống nước. Ừ, uống nước đi. Nào uống đi. À. Ô. Ờ. Phá đi cú ấy là. Ờ. Dạ, vẫn phá này, phá này ngồi này phá. Ê, ngồi, ngồi lên gắt lên, khánh, khánh cung đi ạ. Khánh cung, 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 quỷ ạ. Tì cú tốt nào phá? Lũ chức ở nhiều cháu nữa. À. Cháu nhanh nữa. À. Thế, thế phá mắt ngay mày là ngay chị á? Hả? Ngay mày là ngay chị phá mắt chăng? Mắt. Ngay chị? Ô mắt ngay mấy. À, ô mắt ngay mấy à? Thế mày phá mắt là ngay chị chăng ở đó? À, mắt à? À, ngân... ông bà cô chú ạ, thì mẹ của cháu Quý vừa đi về, đi chăn trâu về ông bà cô chú ạ. Ngân có hỏi cô là cô biết ngày gì không thì cô không không có biết. Bà chẳng mắt là ngày gì thật đã. Bà nói tay nói nó có cái gì không? Bà mắt cái gì nhỉ? Hả? Không mắt à? Cô bảo là ỏ mắt có nghĩa là không biết đây ông bà cô chú ạ. Quý nói với mẹ đi, Quý nói với mẹ hôm nay ngày gì đi. Nhưng mà giờ bật nghe chiêng mà. Hỏi ông anh. Ờ, hai mẹ con nói Quý, cháu Quý hỏi. Cháu Quý hỏi là cô biết ngày ngày gì không, nhưng mà cô cũng nói là không biết ngày gì đâu. Nhưng mà là bữa mưa 7 năm trước và đi giờ nó xa đó với mẹ. Thầy mừng, thầy ớt chứ ngay, chắc thầy ớt chứ nữa. À, thế là chính là quỷ bố với bà mát chưa? Bà mát nghe gì chưa? Chưa mát. Chưa mát nghe gì à? Ừ. À, Quý nói đi, Quý nói rõ cho mẹ để mẹ hiểu nào. Nhưng mày là ngày sinh nhật thật ạ. Bà mát ngày sinh nhật là ngày gì à? Ấy ở mát. Ở mát. À, cô không biết ngày sinh nhật là ngày gì đâu ông bà ông chú ạ. À, ngày mày là cái ngày mà mưa bảy năm mưa nước á. Bà tế là quý đi đấy. Bà nhìn bà mắt chưa? Bà mắt ngay tế là ngày chị chẳng là? Phải ôm chứ. À, cô cũng không biết ngày sinh là ngày gì luôn, ngày đẻ là ngày gì luôn. Mẹ cũng không biết là ngày sinh thật. Cho nên là thực sự là cũng bao nhiêu năm nay, cũng cái ngày này là trôi qua một cách bình lặng như thế đấy nhỉ. Bà ơi, cái này là bẻng sinh nhật đấy. Cái này là bẻng sinh nhật, tân cái bẻng này là tân thôn quên này là quên ngày là quên giống là ngay tế thôn quỷ đó. Ờ, mà bà ấy chẳng mắn ngay sinh nhật là ngay chị. Cho nên là 17 năm này rồi. Thế bà mắn quỷ là năm này anh cứ nói thuế đấy chẳng là. Đó chứ, ở mắt. Không biết luôn. Không biết là... không biết là bao nhiêu tuổi. Sinh ra con là bằng ngày bao nhiêu và là bao nhiêu tuổi. Có nghĩa là biết là chỉ biết con của mình. Của mình. Đây là con của mình. Tên đấy thôi chứ còn không tên thường gọi thôi. Thường quá. Quý thật sự là rất là thiệt thòi. Bởi vì là... nhưng mà thật sự là thiệt thòi nhưng mà cũng phải cảm giác là cũng rất là cảm động. Bởi vì là mặc dù là không biết cái gì cả, không biết là ngày sinh, không biết là sinh con ra như thế nào, nhưng mà cũng nuôi nấng con đến bây giờ 17 năm qua thì thực sự mẹ đã cố gắng rất là nhiều để nuôi cháu. Cháu thấy không, ngày hôm nay chú Ngân mới thực sự là mới cảm phục hơn cái tình mẫu tử nó lớn lao như thế nào. Bởi vì là chú Ngân chưa bao giờ gặp những trường hợp như thế này, chưa bao giờ gặp là người mẹ không biết ngày sinh của con là ngày gì cả, không nhớ. Nhưng mẹ cũng đã cố gắng để nuôi cháu lớn khôn đến 17 năm nay. Thật sự đấy là một cái điều mà chú Ngân cảm giác rất là trân trọng cái tình cảm của mẹ, hai mẹ con cháu. Con nói lời gì với mẹ đi. Cảm ơn mẹ mới 7 năm trước để dành cho con thôi. Mặc dù ở chủng bầu nhưng mà thôi anh con đến cái này con cảm ơn mẹ đó. Bà mưa măng quỷ bố cái gì chẳng là?
quý quý cảm ơn bà hả? Ờ là 17 năm trước là tí là quý đó. Là nuôi nấng 17 năm nay đó hả? Đó. Thế hà cái con ở ha cái cho tình cảm đó. Đó. Đấy hai mẹ con nhớ thương nhau nhá, quý nhá, nhớ cháu phải chịu khó hơn rất là nhiều để thương mẹ, bởi vì là mẹ thực sự là không bình thường như bao người mẹ khác, nhưng mà đã rất là cố gắng để nuôi nấng cháu như thế này. À, cho nên phải thương mẹ nhiều hơn nhá, cố gắng là nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Bây giờ thì lấy miếng bánh mời mẹ đi chứ nào, cắt cho miếng bánh cho mời mẹ chứ nào. Bà ăn cái bánh hết bà hái. Tì tu ấy, có cái tỏ lang là gió bà gió. Bà ăn cái này ngay nó chưa là? Chưa. Và cô cũng chưa được ăn cái bánh này bao giờ, ông bà của chú ạ. Đây là lần đầu tiên mà có bánh và cũng là lần đầu tiên được ăn bánh luôn đấy. Hãy mời mẹ ra ngoài. Đấy, bà ăn đi hãy. Chắc là đi chân trong về cũng đói đấy. Thường đấy, con cho ra không? Ừ. Đấy, con cho ra. Đấy, quý thấy chưa? Ngon không? Ngon không bà? Ăn. Ngon, cô bảo ngon. Đó, ăn đi con tư lắm bà ơi. Con một nửa cải nữa hãy. Đấy, rót nước cho mẹ với. À, thật sự ông bà cô chú các anh chị ạ, con cũng cảm giác cay cay sống mũi, thật sự cũng rất là xúc động bởi những cái phút giây như thế này. Thật sự là tình mẫu tử nó cao lớn mà không có ngôn từ nào có thể nói lên hết được. Một người mẹ không biết gì cả, không nhớ ngày sinh của con, không biết là năm nay con bao nhiêu tuổi, mà chỉ biết là sinh ra xong rồi người ta nhờ đi chăn trâu kiếm từng bát gạo, kiếm từng gói mì để nuôi cháu quý khôn lớn đến cái ngày hôm nay. Đấy, mẹ đói đấy. Ngon đi, đi. Ăn ngon cháu phải cho. Ăn thêm mấy bà hái? Ăn tư bà hái? Bánh to lắm. Đó, con tư lắm. Đấy, còn nhiều bánh nữa. Thịt hôm qua chú Vân mua thì còn chứ? Còn ạ. Ờ. Đấy, cố gắng là nấu lên để cho mẹ rang lên để cho mẹ ăn với nhá. Đấy, có mẹ mới có mình đấy. Anh cũng vừa nắm được biết cái thông tin đấy, là quý cũng vừa chia sẻ là cũng có những người ngày trước mà khi mà mang thai cho quý ấy, là bỏ khuyên bỏ đi, nhưng mẹ và họ hàng cậu mợ thì giữ lại, bảo là giữ lại. Chính vì có những cái quyết định như đấy, vậy mà 17 năm sau này mới có quý ngày hôm nay. Không thì bây giờ là không có quý trên đời nữa rồi. Đó, cháu thấy không? Cho nên là cái tình cảm của người mẹ nó vĩ đại lắm. Mặc dù là mẹ không giống như người ta, không nuôi mình trở nên giống như người ta đầy đủ. Đó, nhưng cũng hết khả năng rồi đấy. Cho mình một cái tình cảm gọi là thế. Hơn bao giờ hết cái đây ấy. Đấy. Những cái thứ mà người ta cho được đầy đủ là cơm áo gạo tiền, nhưng mẹ để cho được một cái tình nghĩa sinh ra để làm hòa cho mẹ. Có chứ mình. Đấy. Là quý trọng. Đặt tên em là quý là vì là một trong đấy là ẩn giấu một cái ý nghĩa. Đúng rồi. Là của quý hiếm đấy, bởi vì là mẹ thì chắc chắn như cô thì cũng chỉ là duy nhất có một lần trong đời thôi, cho nên là giống như là của quý, tao mới đặt tên là quý luôn đấy. Để lấy cho mẹ thêm một miếng nữa, hỏi mẹ còn ăn không? Tao nào ăn, ăn ăn thêm một miếng nữa, ăn thêm đi chị, ăn thêm đi bá. Ăn chè chửa đấy chả. Ăn đỏ quá chứ, lấy nước cho mẹ. Đang được rốt. À, đặc rốt à. Cũng mấy nay chạm thiếu một nửa cơm đấy, cháu đấy. Thì nó biết chú ẩm chó cái. Ừ. Đau đầu à? Ốm à? Ừ. Thì nó thiếu trà sữa. Thì thế ốm thì anh có cái thuốc cảm ấy, có thể không biết là trong túi còn không? Để biếu cho cô vài viên để uống cũng đỡ. Nhưng để cho mẹ uống nước và nghẹn. Để em ngồi lên để anh xem là còn có vị nào không. Thường thường anh hay mang theo đấy. Đấy, kêu bằng đâu? Đâu đủ cả.
Ông chùa cũng có không anh? Hả? À có đây. Đâu đâu đâu. Uống một viên thuốc. Đau à? Vâng, đau đầu. Quý ơi, cháu lấy hai viên cho mẹ đúng không? Lấy một ít thuốc trong đấy đi. Cái nước ấy. Ít nước lọc ấy. Nước trắng ấy. Ăn đi chắc là đi mưa đấy. Vâng, mưa xong rồi giờ nó lại nắng nữa. Đấy, ăn được miếng bánh rồi cũng đỡ rồi. Đấy, cho mẹ uống rồi. Đúng rồi. Thì ngày sau chú nó ăn lên chú mang thêm cho mấy vỉ nữa. Đã. Ui, cô nhai luôn. À, cô nhai luôn như thế á. À, sợ nuốt lên cho sợ nghẹn à. Sợ đắng. Ừ, chắc không sợ đắng. Đây, cho cái ăn bánh. Ăn một miếng rồi để nó đỡ bị đắng mồm. Đắng mồm rồi. Đấy, bóc cho mẹ miếng bánh nha. Không, chắc không cần. Đằng ăn miếng bình nhé, bao hơn là đằng. Có cái còn có cái chiếu nào không mà quý à? Trải cho mẹ không để à? mẹ nằm. Mẹ nằm trong này cho cô ở trên này thì anh em mình đi xuống bên dưới để cho cô yên tĩnh, cô nghỉ một tí nha. Thế cho vào cho mẹ xong. Để cho mẹ nghỉ ngơi. Cái chỗ kia nó hơi khập khiễng đấy, như thế này, lui kia. Thôi nằm lui ra chỗ này này. Cái chỗ cái bên kia thì cái tấm ván nó. Dơ vậy sao mà. Đấy. Xong rồi chú cháu mình xuống dưới, còn cái này tí để sau cũng được. Này để này có cái gì để đậy được không? Hay cho bên trong kia cho hộp ấy nhỉ. Bé Hà cho vào cho chú được không? Biết làm không? Cẩn thận nhá. Cô nằm nghỉ đi. Đấy. Đau đầu. Có khi một phần là mình nhắc những cái chuyện này cô cũng bị rối. Không, với lại không nói, không tả được bằng lời nhưng mà dùng bằng... Đúng không quý? Có khi mình chú cháu mình nói cô bị rối, mẹ cháu bị rối, kiểu như không hiểu cái gì ấy. Nó phải suy nghĩ, mà đang bệnh như thế, đúng không? Cho nên không nên hỏi nhiều, lần sau mình cũng không nói chuyện với cô nhiều nữa. Đây là ảnh hưởng đến... Cháu để cái ly nước không phải gần mẹ quá, mẹ quấy rồi mà đổ. Rồi tạm thời là để đây nhé, thuốc cháu cất lên nhớ là uống một lần mà nhức quá thì uống hai viên thôi nhé. Nhức đầu hay là đau đầu gì đấy. Để cho mẹ, bây giờ mẹ nghỉ để chú cháu mình xuống dưới nhà một tí nhé. Để. Bảo mẹ nghỉ ngơi có gì thì gọi. Mang người nhá, báo em mang ấy. Đấy. Mang người... Hảo qua đang mang. Lấy một cái chăn, đắp cái chân này cho mẹ. Đấy. Đấy, đắp cái chân lại. Vừa đấy không nóng. Đắp cái chân khỏi có muỗi có gì không. Đấy. Rồi. Cho cô nghỉ ngơi đi, xong rồi anh em mình xuống dưới kia đi. Để cho nó yên tĩnh nhỉ. Bây giờ chỗ này nó chắc là phải nắng lên thì nó mới đỡ lầy lội như thế này được. Dạ. Hôm trước mình cũng không nghĩ ra là nấu như thế này lên ạ. Thì hôm trước mình mua khói, khói đấy. Nó ra được đông giống như sông ấy, đúng không? Đấy. Nhưng mà khổ một mình em nó cũng không biết. Mới lại làm gì có tiền để mua bạt đâu. Mỗi tấm bạt cũng gần 200.000 với hơn 200.000 đấy. Cho nên là làm gì có tiền để mà mua. Thử ra là cũng nghĩ ra chưa chắc đã làm được cái chứ. Có lẽ là để cho cô nghỉ ngơi, với lại quý cũng chuẩn bị bữa tối cho mẹ đi nhá. Hôm nay mưa gió này nó rất ẩm nên không nấu. Đúng rồi, hôm nay sinh nhật của cháu thì cũng còn có thịt, có trứng, có lạc thì thôi cứ hai mẹ con nấu lên xong rồi ăn với nhau nhá. Chú Ngân hy vọng là sinh nhật năm sau này thì cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn, sẽ đổi thay hơn để có một cái thêm những cái tuổi mới ý nghĩa hơn và cũng nhiều niềm vui hơn. Dạ, cháu cảm ơn chú, cảm ơn chị em và các ông bà của chú và chú Nguyễn Sunny Nguyễn và chú Kevin Lê. Cháu cảm ơn rất là nhiều. Thôi cố gắng lên nhá. Chú hy vọng là có những cái điều tốt đẹp ở tuổi mới nhá. Dạ, bây giờ thì bây giờ thì tạm biệt thôi nhỉ. Dạ. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật chị, em chúc chị có thật nhiều sức khỏe. Em ôm chị một cái nhé. Dạ.
Cảm ơn hai... em nhé. Hai chị em tình cảm quá, nhớ giữ mối quan hệ nhé. Dạ. À, có gì thì san sẻ với nhau trong cuộc sống nhé. Dạ. Em nhé. Rồi. Tạm biệt nhá, hẹn gặp lại nhá. Tí nữa xem mẹ như thế nào nhá. Rồi cho mẹ ngủ một giấc đi xem như nào. Ừ. Vâng ạ, kính thưa toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Ngày hôm nay là cũng là một cái những cái kỷ niệm rất là đặc biệt đối với cuộc đời của cháu Quý. Tuy là cũng chưa giúp đỡ được cái gì cho cháu nhiều, tuy nhiên là cũng có những cái khoảnh khắc đầu tiên trong cuộc đời thật là ý nghĩa như thế này. Chứng kiến những hình ảnh của mẹ với cháu Quý, hai mẹ con cũng rất là tình cảm và yêu thương, mặc dù là mẹ của cháu thì không nhớ cái gì cả. Tuy nhiên là Ngân cũng tin rằng trong sâu thẳm đáy lòng tình mẫu tử thì cũng sẽ có những cái tình cảm đặc biệt dành cho cháu Quý, nhưng không thể nào nói lên lời, không thể nào chia sẻ ra được. Nhưng Ngân tin rằng những cái tình cảm đấy chất chứa trong tâm hồn của người mẹ rất là nhiều. Có được điều đấy thì mới có thể là nuôi dưỡng cháu Quý lớn khôn đến cái tuổi 17 như ngày hôm nay. Ngân xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, tình cảm, yêu thương, sự quan tâm của toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn rất là nhiều. Cảm ơn anh Sunny Nguyễn ở bên Hoa Kỳ, cảm ơn anh Kevin Lê ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi những món quà rất là ý nghĩa đến cho cháu Quý ngày hôm nay. Xin kính chúc toàn thể các anh cùng toàn thể các ông bà, cô chú thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Và Ngân hy vọng rằng trong thời gian đến này sẽ nhận được nhiều hơn những cái sự giúp đỡ, tình yêu thương, chia sẻ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, để Ngân lại có những cái cơ hội quay lại thăm cháu Quý và chia sẻ những cái khoảnh khắc hạnh phúc như thế này. Một lần nữa xin kính chào toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn.